Xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng trong cái khu Hạ Long Bay của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và trước mặt chúng ta là cái ga cáp treo, gọi là ga Đại Dương. Ga cáp treo, và điểm cáp treo này là đi từ bên Hòn Gai đi sang bên Bãi Cháy. Ga đi sang Bãi Cháy và bên kia là Hòn Gai rồi. Chúng ta đi cáp treo đây sang đây, hoặc là chúng ta cũng có thể đi đường bộ. Đường bộ thì chúng ta đi dọc cái tuyến đường đằng trước mặt chúng ta ấy. Đấy, chúng ta đi cứ hướng này là chúng ta đi sang Hòn Gai thôi. Và đây là cái điểm dừng của cái cáp treo. Gọi là ga Đại Dương quý bà con ạ. Đây mình Toàn xin phép đứng đây, mình Toàn chụp lại cái hình ảnh ở khu này một chút ạ. Hôm nay thì Minh Toàn sẽ đến Hạ Long Bay và gửi một số cái hình ảnh về Hạ Long Bay đến quý bà con cô bác, giúp quý bà con cô bác hiểu thêm về Hạ Long nói riêng và Việt Nam chúng ta nói chung. Hôm nay cũng là một cái ngày mà không phải là mùa du lịch nhưng mà du khách về với Hạ Long khá là đông. Anh ở trong này là Hạ Long Bay ấy anh nhỉ? Hạ Long Bắc. Bắc. Thế, vâng, thế gọi Hạ Long Bay là đâu? Hạ Long Bay là cái tỉnh Châu anh thôi. À vâng. Đây Hà khu này thì Hạ Long Bắc. Và đây có những cái đoàn khách là về với Hạ Long Bắc, du lịch Hạ Long này. Trong này thì khung cảnh khá là đẹp. Bà con cô bác nhìn ở đây, đây là cái ga Đại Dương. Em Toàn là từ vào trong cái ga này nhé, để gửi hình ảnh ga Đại Dương đến cái bà con cô bác. Với Hạ Long thì chúng ta có những cái đủ nước tươi đâu và những cái thùng rác này rất là đẹp rồi quý bà con, không thể là nói về cảnh đâu, cũng là đất du lịch thiệt hại như đến những thùng rác cũng rất là đẹp. Khá là đẹp luôn. Khu đồ huyền bí. Đây là cái đường vào để ta mua vé cáp treo nữ hoàng. Ta lên đồ huyền bí. Đẹp quá, chúng ta chụp được cái ảnh này. Hôm nay thì cũng có bán các cái vật dụng về quà lưu niệm, quần áo, khăn. Và khăn này, khăn mùa đông rất là đẹp. Nhung lụa, khăn ấm, cả các cái chuông gió như này.
Và đây là cái ga Nữ Hoàng quý bà con. Ga Đại Dương. Đây là đường chúng ta vào ga Nữ Hoàng. Lối ưu tiên này, du khách này, du khách vé đoàn. Không. Đi cáp treo thì mua vé ở đâu được em? Ngoài này. Vé bây giờ là khoảng bao nhiêu em nhỉ? Giá vé bây giờ là khoảng bao nhiêu? 350.000. Em cảm ơn em. Có những cái đèn trùm rất là đẹp các bạn. Khu này là khu nhà chờ luôn. Đây, mình toàn là sẽ đi lên trên này xem. Wow, trên này một màu vàng và một màu đỏ, hai màu phối hợp với nhau. Rất là đẹp. Đây, có những du khách như này là chúng ta đi đi ở đây là chúng ta các du khách này là đi đến cáp treo đấy các bà con cô bác. Trên này quý bà con cô bác cũng nhìn thấy được cái sự rất là đẹp và cũng rất là cổ kính. Trong này bán các cái hàng lưu niệm luôn, đẹp lắm. Cặp treo này, xe máy bằng gỗ này, thuyền. Khu này là khu mua sắm. Đây là những con rối nước. Ở phía bên trong kia là cáp treo. Cáp treo đi. Trên trần này cũng được à. Chạm khắc rất là tỉ mỉ đấy các bà con ạ. Đây, trong này có cả nhà vệ sinh nữa. Khi mà còn của bác nhìn thấy trang hoàng luôn. Và cái đèn này như kiểu mà thời vua chúa đó. Ra đây
các du khách đang chờ đi cáp treo. Vào đây nghỉ chân để đi cáp treo. Và với giá cáp treo như em hướng dẫn viên lúc này nói là giá cáp treo là 350.000 người lớn quý bà con các bạn ạ. Đây, các cái đoàn, ví dụ một số cái đoàn đi như này thì người ta hay cầm cái cờ đấy để cho người trưởng đoàn, để cho các cái người đi sau theo trưởng đoàn. Đấy, có cái em hướng dẫn viên cáp treo kia mặc áo xanh kia là em bảo là giá vé 350.000 đấy. Trong này thì được treo các cái đèn rất là đẹp quý bà con ạ. Thực sự là quá bất ngờ luôn. Lần đầu tiên Minh Toàn đến đây. Thành ra Minh Toàn muốn gửi một số hình ảnh này đến quý bà con cô bác. Trên trần này khá đẹp luôn. Quá bất ngờ luôn quý bà con. Bây giờ Minh Toàn sẽ gửi tiếp đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh ở bên trong Hạ Long này nhé, Hạ Long Park này nhé, để xem những cái video về Hạ Long Park nói riêng và Hạ Long nói chung. Thì rất mong quý bà con cô bác chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta theo dõi những cái video mới về Hạ Long ngày nay nói riêng và Việt Nam nói chung. Để xem về cái cuộc sống Hạ Long cũng như là cuộc sống của Việt Nam ạ.